Sau gần một tháng, Tri cục An toàn thực phẩm tỉnh Hưng Yên vừa có báo cáo về kết quả điều tra vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại công ty cổ phần may xuất khẩu Phú Thịnh, có địa chỉ tại thôn Trung Hòa, xã Phú Thịnh, huyện Kim Động. Ngày 15 tháng 8, có 56 công nhân làm việc tại công ty cổ phần may xuất khẩu Phú Thịnh xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, nôn đau bụng, đi ngoài nhiều lần, phân lỏng. Tất cả 56 ca bệnh trên đều liên quan đến bữa ăn trưa ngày 15 tháng 8 tại công ty cổ phần may xuất khẩu Phú Thịnh, thực đơn gồm cơm trắng, thịt lợn trao giường, cá cơm khô chiên. Giá sao bướp canh bùng tươi nấu mướp dưa hấu. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tiến hành lấy mẫu thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, mẫu bệnh phẩm gửi kiểm nghiệm đánh giá chất lượng, kiểm tra bàn tay của 7 người chế biến thực phẩm. Sau khi điều tra theo đúng quy định, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đưa ra kết luận: tác nhân gây ngộ độc thực phẩm do vi sinh vật, tất cả các món ăn không xác định rõ thức ăn gây ngộ độc thực phẩm, nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm do thực hành nấu ăn không đảm bảo quy định, căn cứ các biên bản làm việc và các hồ sơ tài liệu đã thu thập được tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm lập biên bản vi phạm hành chính công ty cổ phần may xuất khẩu phú thịnh